Vâng, thưa quý vị các bạn, như vậy là câu lạc bộ Penmaster đã không thể gây được bất ngờ trước đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và chúng ta đã có được chiến thắng 3-0 để chắc chắn có mặt ở vị trí thứ 3 của bảng A và sẽ gặp câu lạc bộ Hà Nam của Trung Quốc ở trận đấu vòng tứ kết. Và bên cạnh tôi lúc này là huấn luyện viên trưởng Nguyễn Tuấn Quyệt cùng với đội trưởng Nguyễn Thế Bích Tuyền. Và câu đầu tiên tôi xin hỏi huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Quyệt trước. Ngày hôm nay thì trong một trận đấu mà gặp đội Penmaster, một đội bóng bị đánh giá thấp hơn, ông đã đưa hầu hết tất cả các cầu thủ vào sân thi đấu. Vậy mục đích chính của việc đưa các cầu thủ vào sân thi đấu ở trận đấu này là gì ạ? Mục đích cho tất cả các vận động viên tham gia thi đấu, thứ nhất là lấy cái một số vận động viên cần phải lấy lại cái cảm giác thi đấu để chúng ta có một cái lực lượng tốt nhất cho chuẩn bị cho cái trận đấu với câu lạc bộ Hà Nam Trung Quốc. Nhưng mà diễn biến qua trận đấu chúng ta thể thấy rằng là trình độ của các vận động viên trong đội tuyển Việt Nam không có sự chênh lệch lớn giữa các vị trí ở trên sân. Vậy thì ông có hài lòng với các cầu thủ ngày hôm nay không? Khi mà tất cả cùng đã thể hiện và cùng giúp cho đội tuyển Việt Nam có được chiến thắng sau 3 set. Phải nói rằng là khi mà đội tuyển Việt Nam có bước 1 và quay trở lại cái lối chơi như hai hiệp đầu, chúng ta có thể nhìn thấy là các vận động viên là bắt đầu có bước 1 chúng ta sẽ sống về chiến thuật. Mỗi đội hình nó sẽ có một cái điểm mạnh và một cái điểm yếu. Thế nhưng mà về cơ bản rằng là tôi hài lòng với phong độ của các vận động viên ngày hôm nay. Vậy thì với Bích Tuyền ạ, trước hết là đã chúc mừng Bích Tuyền đã góp phần vào giúp cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ngày hôm nay giành được chiến thắng sau 3 set. Vậy thì Bích Tuyền nghĩ thế nào về trận đấu ngày hôm nay sau khi mà chúng ta đã có được kết quả giành chiến thắng? Theo em thì hôm nay cả đội chơi rất là tinh thần và cũng mọi người cũng rất là đồng đều trong tất cả các khâu. Về mặt tấn công thì em thấy em cảm thấy là cả đội chơi khá là tốt nên là chúng ta phá hủy được hàng trắng của đối thủ. Tuyền nghĩ thế nào về trận đấu sắp tới, trận đấu ở vòng tứ kết vào ngày kia khi mà gặp câu lạc bộ Hà Nam của Trung Quốc, một đội bóng có chiều cao rất là tốt? Về đội Hà Nam Trung Quốc thì em nghĩ là một đội có chiều cao khá là tốt thì bọn em cũng phải có những cái có thể tìm cách để mà có thể ghi điểm được ở cái đối với cái hàng trắng cao. Vậy thì Tuyền đã từng gặp nhiều đội bóng mà có chiều cao tốt như câu lạc bộ Hà Nam rồi, vậy thì cái theo Tuyền thì chúng ta sẽ phải chơi như thế nào để có thể có được một kết quả thuận lợi trước Hà Nam, một đội bóng có thể nói là rất mạnh? Thêm thì em cũng nghĩ rằng là ngày em khán giả sẽ là một cái trong những cái động lực để có thể giúp đội tuyển Việt Nam có thể có được kết quả tốt ở trận đấu tứ kết sắp tới không? Thêm thì khán giả cũng là một yếu tố để mà giúp em có thể có được nhiều tinh thần và có thể hưng phấn hơn trong trận đấu, thì em nghĩ là với sự cổ vũ của khán giả thì bọn em sẽ cố gắng để mà làm hết sức mình trong cái trận đấu tứ kết sắp tới. Nếu như mà ở trận đấu tứ kết sắp tới gặp câu lạc bộ Hà Nam thì theo Tuyền thì chúng ta có, liệu sẽ có bao nhiêu phần trăm cơ hội để chúng ta có thể tạo ra được cái bất ngờ? Theo em nếu như mà cả đội tập trung và cố gắng thì em nghĩ là khả năng chúng ta cũng có thể là sẽ có thể tạo bất ngờ được với đội Hà Nam Trung Quốc. Vậy huấn luyện Tuấn Quyệt ạ, sắp tới chúng ta sẽ gặp câu lạc bộ Hà Nam, một đội bóng mà như ta biết là có chiều cao vượt trội sau chúng ta, và có họ có những vận động viên mà có chiều cao tới 1m98 và cùng với đó là cái vận động viên số 13 đã từng sang Việt Nam đánh cho câu lạc bộ Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa. Vậy thì với ông là một huấn luyện viên, ông sẽ tính toán chiến thuật như nào để chúng ta có thể tạo ra được cái khó khăn cho câu lạc bộ Hà Nam? Phải nói rằng là như ngay từ khi bắt đầu giải VTV Cup năm 2024, chúng ta đã nhận định rằng là năm nay khách mời của giải VTV rất là chất lượng. Từ đầu tiên tôi đã đánh giá rằng là câu lạc bộ Hà Nam Trung Quốc là một trong những cái đối thủ mà nếu chúng ta gặp phải sẽ là một trận đấu phải nói rằng là khó khăn đối với đội tuyển Việt Nam. Vì làm sao? Vì người ta ngoài cái việc rằng là có chiều cao, có vận nhiều vận động viên cao, thế nhưng mà chúng ta nhìn xuyên suốt qua giải đấu có 3 trận đấu thì họ lại chiều cao nhưng họ chơi với một cái lối chơi đánh rất là thấp từ người chủ công, thành ra là cái việc đấy là cũng sẽ là một cái khó khăn đối với đội tuyển Việt Nam khi bàn chắn. Nhưng mà
Mình nghĩ rằng là với các vận động viên Việt Nam đang chơi càng ngày càng ổn định hơn thì mình nghĩ trước một cái trận đấu như vậy, mình nghĩ cơ hội khi được thi đấu trên sân nhà có lực lượng khán giả nhà, mình nghĩ cơ hội của đội tuyển Việt Nam vẫn có. Vì vậy làm sao hy vọng rằng là ban luyện sẽ cố gắng làm sao tập trung để làm sao cho các em tìm ra được tất cả những cái điểm mạnh và điểm yếu của đối thủ để hôm ý chúng ta sẽ có một trận đấu thi đấu tốt. Thực ra thì với nhiều người thì mọi người cho rằng là nếu như mà vào sân gặp một đối thủ cao như Hà Lan, Trung Quốc và khi mà có thể gặp một đối thủ như là Aramade của Nhật Bản chẳng hạn, một đối thủ có chiều cao thấp hơn, thì phải chăng việc gặp những đối thủ có chiều cao thấp hơn nó sẽ là một lợi thế về mặt tâm lý cho các vận động viên của chúng ta? Cái đấy là đúng, là vì làm sao khi mà như chúng ta nhìn thấy rằng là với một cái trận đấu như ngày hôm nay trong vòng bảng, nghĩa là chúng ta có hai trận đấu, một là đội gặp của đội Hàn Quốc và hai là gặp của đội của Kazakhstan, với những vận động viên của ngoại binh và những vận động viên nội binh, các vận động viên chiều cao chắn bóng rất là tốt, tương đối tốt, thì các vận động viên chúng ta gặp cái khả năng phòng ngự trên lưới của họ thì rất khó khăn. Vì vậy nếu như ngày hôm nay Philippines cái thì các vận động viên của chúng ta gần như tất cả các vận động viên đều có thể gọi là tổ chức được các mảng mía, đều có thể đập được xuống sân. Vì vậy làm sao nếu như chúng ta gặp một cái trạng hàng chắn cao mà chúng ta vẫn thi đấu theo kiểu gọi là không có một gọi là một chút mưu mẹo, mà chúng ta vẫn thi đấu theo một cái kiểu đơn giản đơn thuần là chỉ ra truyền ra, thì cái đấy sẽ rất khó khăn cho. Vì làm sao, vì họ cao 1m98, bật 3m20, vận động viên của chúng ta chưa ai bật đến. Đấy là cái nên là chúng ta sẽ phải ban luyện cùng các vận động viên sẽ phải tìm ra cái lối chơi và cái làm sao khắc phục cái điểm với đối với cái dàn chắn cao như vậy. Một điều nữa thì thực ra ngoài việc tấn công ra thì chúng ta cũng sẽ phải có những phương án tính toán là làm sao đỡ được bóng một. Thực ra trong một ngày một, ngày hai chúng ta không thể khắc phục được ngay. Nhưng vậy thì ông làm vấn đề tâm lý nào để cho các cầu thủ có thể tự tin trong cái trận đấu sắp tới? Phải nói rằng là đến với giải này ngay từ khi bước vào trận đấu đầu tiên khai mạc thì các vận động viên của chúng ta đang chưa, những vận động viên về hàng sau chưa có một cái phong độ tốt nhất, nghĩa là khi vừa vào cái bị ngợp ngay khi gặp những cái đối thủ phát bóng tươi tốt, mà chúng ta cũng biết rằng là cái đối thủ Hà Nam Trung Quốc có rất nhiều vận động viên nhảy phát bóng bay nhưng mà bóng phải nói rằng là rất tốt. Như ngày hôm nay thi đấu chúng ta nhìn thấy rằng là Hà Nam đánh với câu lạc bộ của Nhật Bản và họ đã phá gần như vỡ hoàn toàn bước một của Nhật Bản, mà Nhật Bản nổi tiếng là một câu lạc bộ bước một tốt. Vì vậy làm sao chúng các vận động viên, cái việc đầu tiên không thể cải thiện được ngay ngày một ngày hai, nhưng chúng ta khi có Bích Tuyền ở trong sân đồng nghĩa với việc chúng ta có nhiều phương án tấn công bóng xa lưới hơn. Vì vậy là chúng ta sẽ phải cố gắng làm sao với những đối thủ phát bóng như vậy, cái việc đầu tiên là hạn chế không thua trực tiếp, còn để làm sao để có bóng lên. Như hôm trước chúng ta thi đấu những trận đấu khai mạc chúng ta thua 8 quả bóng trực tiếp, vì vậy đấy là dẫn đến cái kết quả nó không tốt. Câu hỏi cuối cùng xin được dành cho Bích Tuyền ạ. Bích Tuyền đã từng gặp cái vận động viên Sergio Trinh của câu lạc bộ Hà Nam ở giải vô địch quốc gia. Vậy thì đấy có phải là cái vận động viên mà Bích Tuyền cho rằng chúng ta sẽ cần phải đặc biệt chú ý không? Em nghĩ Kaiserwin cũng là một vận động viên, một ngôi nổ khá là đáng gờm của câu lạc bộ Hà Nam Trung Quốc. Thì em nghĩ đây là một cái mũi tấn công mà đội tuyển Việt Nam cũng cần phải theo dõi sát sao, vì tốc độ tấn công và lực tấn công thì em nghĩ cũng khá là tốt. Cái chân Bích Tuyền thì mà là một vận động viên tấn công, khi mà gặp hàng chắn cao như vậy thì Tuyền có cảm thấy bị tâm lý không? Đối với hàng chắn cao như vậy thì em nghĩ là chúng ta phải có một số với cá nhân Tuyền thì khi mà gặp trụ hàng chắn như vậy thì Tuyền có tính có những cái phương án nào mà chúng ta có thể là thực hiện được những cái pha đánh bóng mà làm sao có thể bạt chắn hoặc là thực hiện được những pha bò nhỏ để lợi dụng cái mà việc mà các cầu thủ hàng chắn cũng như là hàng phòng thủ phía sau của Hà Nam Trung Quốc họ di chuyển chậm? Thì em nghĩ đối với bọn em thì cũng cần một số cái kỹ thuật có thể là đối phó với cái hàng chắn cao như vậy, thì bọn em sẽ cố gắng thảo luận với nhau và sẽ cố gắng làm cái việc đấy. Xin cảm ơn Bích Tuyền, xin cảm ơn với Tuấn Kiệt đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn sau trận đấu, và bây giờ chúng ta sẽ cùng chúc cho đội tuyển Việt Nam sẽ có được kết quả tốt ở vòng đấu tứ kết với câu lạc bộ Hà Nam Trung Quốc. Còn bây giờ xin được trở lại với trường quay.